Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, chúng tôi vừa mới mua về được một chiếc xe ở cái phân khúc hạng D, một chiếc xe sedan, đó chính là chiếc xe Mazda 6, chiếc xe được sản xuất năm 2015. Nhưng vì hôm nay trời đang rất là mưa cho nên chúng tôi cũng chưa đem ra bên ngoài để dọn rửa để quay cho quý vị và các bạn được. Trời mưa cho nên tôi tranh thủ tôi quay tạm lên đây để cho quý vị và các bạn cùng xem. Thưa với quý vị và các bạn đang xem trên màn ảnh, đó chính là chiếc xe Mazda 6 ở cái phân khúc hạng D và chiếc xe sedan ạ. Chiếc xe này là màu vàng cát ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2015, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký năm 2015 ạ. Chiếc xe vừa mới chạy được đúng 4 vạn km thôi ạ, và chúng tôi cam kết đồng hồ này là đồng hồ chuẩn 4 vạn km và tất cả còn nguyên bản hết ạ. Nguyên bản từ dàn lốp, lớp sơ cua còn chưa hạ cơ ạ. Tất cả dàn lốp, đét lốp còn 25 hết. Thì bây giờ thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về chiếc xe Mazda 6 2015 này ạ. Đây, thưa với quý vị và các bạn, ở cái phân khúc hạng D cho nên là chiếc xe Mazda 6 này được trang bị là tương đối đầy đủ option rồi, từ khóa thông minh, đè nổ start top cho đến ghế điện.
Mm-hmm.